Hey, feel I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. Này bán hết đúng không? Còn ngàn đúng không? Còn ngàn mà cái menu này. Kìa đã chỉnh kìa, có Sun Kai hả? Hàng này có quả Sun Kai nhìn cũng cũng đã nhá. Sun Kai Sun Kai DC hả? Nhìn cũng Sun Kai như đang là top star sử dụng nhiều nhất game này phải. Phải không? Sun Kai DC. Sun Kai DC ST nhiều nhất là như là có Sun Kai không ta? Đây nè, Sun Kai luôn nè. Sun Kai icon là ST sử dụng nhiều nhất ở thời điểm hiện tại luôn nè. Đúng không? Sun Kai luôn nè. Cộng 5 thì sao? Cộng 5 sẽ được 7. Ừ, Sun Kai. Mà Sun Kai DC rồi icon Soldier Coliarilla Rangit hả? Bán này yếu quá mà để dự bị thôi, để dự bị nó cấp thêm được. Cao làm thêm một con tiền đạo cho con CF. Quả này mà lấy xe 7 return hơi tù ha, nhìn hơi tù. Quả này tôi muốn làm luôn cái cặp sao tới 12 vậy à. Để ai biết đánh cái thông số của Gaina, thông số của dây gửi mà, thông số của dây sắp xếp trong tất cả game hả? Soldier mới rồi chứ không phải, xuống trước kia top 2. Hồi trước đó top 2, top 1 thuộc về CR7 return. CR7 return. Còn mà bây giờ mới lấy lại vị trí của CR7 return. Rooney 300 tỷ à, tôi thích Rooney nè, tôi thích Rooney DC này. Đang tính Rooney DC được không? Rooney để Raster luôn, chọn trí 119 phản ứng cao, phản ứng 115. Rooney DC không được ha. Làm Rooney làm CR7 return nhìn cái cùi quá. Cảm dấu tên nha, Vidic phơi đăng à. Không, còn Vidic không ngon, phơi đăng ngon, Vidic là đổi sang Varane. Varane nè. Mùa này có đánh đầu mạnh không Rooney luôn à, nỗ lực đến cùng luôn chứ, quả Rooney ngon nha. Lấy Rooney nè mà, đẩy Rooney vô, này tôi xin đá Rooney. Cái bộ khung này thì mình từ để tôi cần á. Tôi cần con tiền đạo con này. Nét vét đồ, sao nét vét đây ta. Chà gì đồ hình này có bao nhiêu vị trí. Đồ hình có mỗi Beckham à. Bút 3 à, Beckham với bút 3 à. Beckham bút 3. Ừ, mắt ga này cũng ngon nhưng mà quả này để mắt ga lại hả, chậm lắm. Thôi mắt ga chậm lắm. Tôi đang tính quả này lấy khó nha, nhưng mà cũng căng quả đặt này á chứ, đặt này cũng căng ngàn tỷ đó. Ngàn tỷ lấy thêm Rooney à. 7 return à, bay thân bỏ. Vậy thôi lấy Rooney ngon hơn, vừa mới ra đã ngon. Tôi thấy nó con Rooney này cặp với Sun Kai luôn ta. Cho Rooney cặp với Sun Kai em ơi. Rooney với Sun Kai luôn ấy. Sun Kai nhìn đúng không hả? Đi đi thêm xíu, Rooney Sun Kai hả? Ừ, vậy thôi Rooney đi. Rooney ST Sun Kai CF nữa. Sun Kai CF. Hai con cánh Rangit à, Rangit còn mê lắm à, Rangit này gai. Netvet không xài bán luôn hả? Ồ, Netvet này, Netvet bán uống, Netvet đang lụi giá, Netvet 1000 tỷ á, này 1000 tỷ á. Để dành nó 1000 tỷ bán. Để dành nó. Con này có đâu ra vậy? Mới đập lên à. Đây làm thêm quả, ok, được thêm con hai con cánh nữa, hai CB nó đẹp. Ha. À, thêm con Rudy này, thêm hai con cánh luôn CB nữa. Mở CB hơn hả? Mở ra, quả này ngon cái quả này tiện lòi ra con Netvet này não được chứ. Mở ra luôn hả? Có nó mở ra. Tôi tính đi con Phúc Lan. Ủa Phúc Lan CC này còn 170 sao mua, con này hết mua được rồi, 170 à. Còn Phúc Lan Best Cup à. Không, Phúc Lan à, nó có Sun Kai để dành xài cũng được. Cái hàng cánh ngon ngon xíu. Lingard bán không? Ui, Lingard LL7 có bán luôn này. Ngon luôn rồi chứ, đẩy Lingard luôn. 400 tỷ luôn hả, thì quá mắc vậy. À nó ngon. Này nhiêu? Hai con 800 rồi. Ôi, ngon quá vậy. Bắt xuống nó dở lắm. Lấy con Lingard LL7 ba, tôi thích này kìa, chạy 120 không à, 500 mấy không à, nhưng mà hai cách được có 100 tỷ à, này còn có 1000, hai cách được hơn 100 à, hai cách hơn 100 à, em Vita đang xấu rồi, xấu chậm quá, lấy con Lingard 6 anh em ơi, Lingard 6 chạy cho 19 luôn á, Lingard 6 ấy, Lingard 6, tại còn có được 100 tỷ trong cánh à, còn em Vita Real cũng ngon nha, em Vita Real khá ngon mà được cộng 6 thì chậm, cộng 7 thì ok hơn, em thêm 2 UG thôi, lấy con khác rồi, coi còn nào đó. Zogbest DC 400 à. Lấy thêm con toàn DC càng kiểu càng quá à. Càng nó chứ. Rashford à. Zogbest ngon, Zogbest mắc quá hạt này còn được 100 tỷ cho cánh à. 100 tỷ cho cánh. 100 tỷ cánh thì chỉ còn được con Rashford à. Rashford Mason Mount à. Rashford Mason Mount. Có Van Persie nó cánh ngon nha. Bằng Rashford thực sự khó đá ghê. Bruno à. Bruno hai bao gồm mắc quá. Nani thì mùa cũ không à. Cũng có thích Rashford nhá, mà 100 tỷ à, Rashford nhiêu tiền? Rashford 37 tỷ cho 13 chạy đúng không? Rashford này, Rashford hồng rào ngon. Rashford hồng rào xấu à. Cái sen chậm quá, Rashford hồng rào xấu nữa. Lấy Rashford với Lingard nè. Rashford hồng rào xấu, Lingard cánh bên kia. Chạy cho nhanh anh em ơi, chạy nhanh. Chạy 19 thì chạy 21 được. Rashford thì khó đá, mau chạy như vậy.
mau chạy nhiều, nhưng mà cánh phải nhanh bắt buộc rồi, cánh phải nhanh mà. Con mau chạy bằng Rashford, mau Rashford nhanh hơn, mau Rashford chạy nhanh nhiều quá, Rashford nhanh nhiều quá. Beckham đã CDM rồi, mày có Beckham CDM rồi đấy con. Lan mau này, Lan với Rashford, Rashford xấu cặp với lại con gáp nữa. CDM là có Beckham bút 3 đúng không? Beckham vô phải có Beckham DC nhìn đinh quá vậy, bút 3 luôn. Bút 3 với Scott Lambert, bút 3 BTB sẵn luôn. Mà được hai con ngon quá nhá, mà bút 3 Rashford thêm CB nữa. Cặp CB, CB Varane mua được không ta? CB là phải Varane này nha, mua được không ta? Tắt được giao dịch đường đúng không? Cái quan trọng của hạt này là phải là con Varane DC, hiểu không? Cái quan trọng của hạt này này nó phải là Varane DC, nhìn nó ok nữa. Varane DC đủ tiền, tôi để tiền đây Varane DC nè, phải là Varane. Ráng chèn Varane nha, có lượt 18 lượt mà, 8 lượt tôi nghĩ nhiều lắm, tôi nghĩ nhiều, ráng đổi giá chèn thôi. Ráng chèn Varane, lấy Varane đây, Varane DC. Hạt này không có Varane DC nhìn yếu lắm. Varane DC vào thêm con CB Manu nữa. Mà gài với Scott nhìn cũng ngon nha. Nhưng Phơi đang nhìn vẫn đỉnh hơn em ạ. Phơi đang vẫn đỉnh hơn. So à, lúc so à. So ngon, khá thích so, so DC bán không? Phơi đang 270 à. Đủ tiền nha, Varane DC 7 đủ chứ. Con so 2 báo cơ giá bán không? Con này thì hiếm hàng quá vậy. Phải chèn thôi con so này. So này bán đầy à. So này bán này chạy nhanh hơn. So DC nhanh hơn mà, lấy DC nè mà. So DC nó... So DC nó uống mấy tỷ à. Con so ngon, so đá CB ngon, ngon rất luôn á. Nhưng mà để tính con va phơi đang đủ tiền là 288 à. 288, 297 đúng không? 300 cộng 160 là 500 mấy à. Có nha, để tính tiền á. Được lấy lúc so nè. Để Rooney nha. Rooney 331. Bắt đầu về. Ừ, nhưng mà tôi thích phơi đăng hơn, nhìn phơi đăng vẫn ok, để coi còn tiền đủ tiền không. 628 Varane. Nếu không đủ tiền lấy con so sao vậy? Thiếu à, hoạt đình quá mà. Cánh em Gitarian hả? À? Ừ, tôi cũng muốn giảm Gitarian, nhưng mà lấy con phơi đăng 2300, hàng cánh nó 80 tỷ, nhìn nó cùi lắm. Nhìn nó không có cân. Con Lingard mà lấy nó có 70 ra, em thấy lấy có 70 tỷ à. Ngàn là lúa à. Đổi so nè mà, thôi đang đổi sang so đây. So DC nè mà, so DC. Hay so này ta, so này chạy nhanh ghê ha. So DC CB 113 hả. So 2 báo cười. Smalling hả, Smalling bán không. Smalling ngon á. Ui Smalling bán mà 108 hả. Ừ lấy Smalling ấy, vậy thôi lấy Smalling ngon luôn. Smalling Varane. Điều hang thế nhỏ căng nha. Hang thế nhỏ, nhưng mà chịu thôi, chịu khó em. Chứ lấy con so này thì cũng được, nhưng mà nhìn nó kỳ đó. Tôi cũng thích con so chạy nhanh quá, mấy 81 à. Ủa so nhìn ngon quá ta. Nhưng mà con này nó cao, này được mấy 94 luôn. Rio không đủ tiền, muốn lấy lén Leo, Rio không rao nhìn nó cùi nữa. Rio không rao lấy con so nhìn nó ngon hơn nhá. Lấy con Smalling này, Smalling này có bán là đẹp đó chứ. Lấy Smalling, Smalling giảm tiền. Đúng không? Smalling giảm tiền, đặt thôi. Đi cái này ngon chứ. So cũng ngon quá, ngon. Varane ráng quan trọng Varane nha. Ráng quan trọng Varane nha em nha, Varane. Quan trọng Varane á. Nó to 7 à. Lingard 55. Đủ ngại dư luôn á nha, dư luôn á. 181, 188 mà hơn nhau có 8 tỷ rồi hả. 8 tỷ ăn này cũng là vấn đề á. 8 tỷ ăn này là vấn đề á. Ok, giờ vô tính lương. Tính lương sao. GK có nhạc này, có GK chưa ta. Nhạc này GK. GK thiếu van sa tê tê, có van sa tê tê không? Ừ, có van sa tê tê nè, để dành xài luôn, van sa tê tê vô luôn. Van sa tê tê. Smalling lúc mày lỗi tiếp vợ, có nó hay lỗi lắm hả? Chà căng vậy, van tê tê còn 32 lương đúng không? 32 lương đúng không? Con cánh phải, em biết xài con nào không? Tôi biết con hàng này, ít ai sẽ biết đâu, coi cho MU lắm, anh em nào mà xài Manu, tôi bày lên con này luôn nè. Rafa The Last nè, 64 tỷ luôn hả? Cánh mắt gì ba, thôi lấy con cộng 7 nữa nha, The Last cộng 7 cũng được. Minh con này còn 7 nè. Sala còn 7, còn cái này còn 19 lương hả? 19 lương dễ build lắm, tại anh biết sao 19 lương lấy con so. Tại con Manu hàng mấy con giảm lương khó, 19 lương hả? Chà 20 lương, 19 lương so. Sao mà nhập quá vậy? Nó 100 tỷ luôn hả? Ok, ok, để tí lít. Đẹp. Trái 5 lương 19 đúng không?
Màu lỗi giấy là cái cánh trái này phải lương cao xíu. Cánh trái Alex Telles lương 19 luôn à, Alex Mercer, Blind. Alex Telles này cũng ngon này, con này chạy nhanh lắm, 106 à, cũng được. Nó có cánh rẻ rẻ thôi. Lương 19 lấy Alex Telles luôn. Ngon, này tiền mấy à? Tiền mấy để tiền lỗi giá này không? Tiền lỗi giá, Smalling biết luôn. Biết kìa, dạ mai lỗi giá. Vậy, biết được. Okay. Cánh con này con quá ta, quá đẹp luôn luôn ha, ngon luôn luôn nhá. Hai món u năm, biết luôn từ lát luôn. Ok, một tuần luôn em ơi, một tuần luôn á. Một ba mấy tỷ để đổi giá. MC có mang tốc độ, mang tốc độ liên quan vậy, mang tốc độ lên rơi banh mà. Mẹ bốn chỉ xoắn luôn kìa, trời ơi. Mang tốc độ rơi banh quá nhanh không? The next day. Em ơi, này qua đúng lý qua đá rồi nhưng mà hôm qua chưa có Varan. Hôm qua đang chờ Varan DC về, nay về rồi, nay về đúng không? Đừng có đổi giá này kia để tự về. Varan dễ mua rồi. Thái dễ luôn, nãy Varan rồi, Smalling này về luôn, này này là bổ sung cây này thôi, thêm ngàn mấy tỷ nữa. Có Manu này thêm ngàn đúng không? Manu này có sẵn mớ con à. Đẹp luôn á chứ. Son Kaiser với Rooney vào, thằng này đi đẹp luôn, Rooney ST luôn. Son Kaiser CF. Hai cánh là sự hiện của Rashford và Lingard rồi. Có em Kitarian thì số thấp quá đó là không ngon. Cặp CB Smalling với lại Varane. Có hoa cây này ngon ghê ta. Alex Telles à. Rafa De Laat à. Đẹp 249 lương đúng không? 249 lương đẹp luôn nhá. Cây mượt ha. Cây này nếu cái cây Manu tính luôn tiền là bao nhiêu? Ngàn tỷ à, cây Manu ngàn. Thêm mấy con như là Gary View này gì kia vô rồi vui. Cây Manu Harry mắc gai luôn nè. Manu ngàn, cây Manu ngàn đẹp quá. 5k tỷ Real nè, nhắn fanpage ấy, mai biểu. Ok, nay không kịp rồi. Nhắn fanpage á, mai chuyển trộn. Anh em mới kéo cái kèo đó mà anh em gửi qua. Bữa giờ cũng đang tính biểu Real nè. Nhắn fanpage ấy, mai. Nay đi cây bên rồi. Son Kaiser Rooney level 5. Tăng tốc cộng 8 số luôn hả? Quả Manu cộng số nhiều quá vậy. Tốc độ tăng tốc dứt điểm là số xa. Nếu lấy qua Rooney quá, Son Kaiser thì nhìn cũng ok mà. Sút xoáy, truyền dài, đánh đầu mạnh, xoay mắt là nỗ lực cục. Rashford, Lingard. Ủa, cái Rashford này thấy nhanh hơn mua đi chứ. Nếu mình thích em Vitarian mà thì không xấu thì cũng hơi chậm. Còn Lingard được cái chạy nhanh hơn. Lingard nhìn ngon ha, Lingard ngon nha, Lingard lộ lộ 255 luôn. Xin tới mà độ quan người. Mà quá quả bết khăm để xem khó mua nha, đang lỗi giá nhiều. Đồ này mấy con bút ba này cũng lỗi giá rồi bạn. Ai bán đâu. Ai con này hiếm á. Smalling Varane này quan trọng chờ con này nè. Chờ phải có đặt này, phải có Varane mới ngon. Cái mảnh U nó phải có Varane rồi mới win. Tăng tốc tốc độ. Chuyền ngắn. Sột bóng đến đầu mạnh. Rafa De Laat tốc độ 110 luôn. Con này chạy nhanh mà. Này cũng 7 à. Lên 8 mà chạy cũng hơi ghê á. Này có con 8 nó hơi mắc xíu. Ném biên xa mà đổ luôn, hàng Manu rồi. Van der Sar TT. Khoản này 1000 tỷ à, chỉnh lại xíu ra 1000 đẹp quá. Nhà quản lý 42 TCF. Chưa ra rác luôn rồi. 100 tỷ quá này à, quả này Manu 100 tỷ à. Chưa bị được con nào ta? Manu 100 tỷ à. Đói, mua được con Diego Forlan. Đúng không? Nè, mày mua được Forlan ta, Forlan 100 tỷ không ta? Chúng ta ok file vô nha. Này vô. 100 tỷ mua được nào? Điêu Phúc Lan nè. 167 luôn hả? 100 tỷ em Kitarian được. Em Kitarian 79 tỷ nè. Lấy thôi con này nó dùng bị cánh. Ngon em Kitarian 36. Ừ, Rashford chạy nhanh quá à. Ồ, nó chạy nhanh luôn chứ. Ây. Trò luôn đi. Bết khăm tạc luôn nè. Smalling đó lỗi giá nó giờ mua được á. Cây Manu này phải có Smalling và Ran với Rio Von Đăng nhìn nó đẹp. Son Kaiser, hồi xong rồi thấy nãy giờ chạy đâu ta. Ê.
Ôi lỗi. Trời ơi. Ấy, 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 vậy vậy ba luôn đi. Vô, chờ chạy lại luôn. Leo Messi không tên ngát kìa. Quá wow, cùng đi DC đã còn ổn quá chứ. Ồ, mùi quá, họ nó phò chạy nhanh quá. Ngon 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 ngon. Rất to cái manual view đẹp, ngàn tỷ view vượt quá. Ôi Rooney chạy luôn nãy, Rooney chạy luôn nãy. Ủa, chạy nhanh quá à. Quên nó Rooney. Trời, tao thấy bà đó cũng quá vậy. Ồ, pha đinh gì mà không vô đâu. Ồ, đóng vào sốt rồi nha. Mà Rooney ngon quá ta, chậu chí hay quá vậy. Chạy chỗ này kia đồ. Mượt dữ ta. Rashford Rooney nữa nè, Rooney Rashford nè. Cặp đôi này mượt quá ta. Full DC những con đinh nhất đổ mà. Ổn quá chứ, nhưng mà mua ngoài bán. Đang đâu mua ngoài bán không. Hiếm lắm. Cũng lý nè. Trời ơi. Ba này không lẽ không vô. Ôi trời. Đứng núi vậy. Vô. Vô luôn hả? Ủa Rooney vào sót vô luôn hả? Rooney DC. Ờ con hàng được, con hàng được, con hàng review được. Ồ xuống cái bàn màu sót cả chân trái luôn hả? Ô Nana. Gãy tay ngô luôn mà. Tính mìm mà té ra mà té thì khó mua á. Mấy con ngon không, mấy con ngon thì mắc quá. Ơi pha ven quá. Trời pha gì mà ven ta. Cảm giống tên nha, để thay. Thay ấy. Thay là gì vô. Trong khi bỏ nào luôn á. Ôi ghê ba. Thấy bị cho banana đó rồi. Thấy cho banana đó luôn kìa. Bà đó. Banana ấy chứ ta. Cây vãi. Chính giữa luôn anh, nó chính giữa luôn kìa. Tôi đứng chính giữa rồi chứ mà nó không chụp được. Căng á, nhà này căng á. Cho Rooney ghiêng bàn này, xong cho Rooney ra bắt gái xe đúng không. Trời ơi, trả này kìa này. Nhưng mà xong Rooney đủ bàn chưa, Rooney phải đủ bàn mới được. Rooney đi xe đi. Rashford chạy nhanh quá vậy. Đi lưu lại bước hay quá vậy ta. Rooney lưu lại. Trời ơi. Ừ Rooney lưu lại bước hay quá ta. Vô. Trời ơi vậy. Chọi dưới đây, cái banh bay ra ngoài màn hình luôn nữa. Kỹ gì ba, Sơn Cơ. Nãy giờ không ghi được vàng à. Sơn Cơ. Ủa ngon Sơn Cơ ghi vàng chưa.
Vâng, kèm ghê quá. Kèm ghê nghĩ Sun Ka Ho. Ôi lực quá. Em anh nghĩ của em Sun Ka Ho được ha, hoặc thằng DC đó bao suất bén quá vậy. Và đừng quên đã lại một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.